Thời gian vừa qua, ồn ào liên quan đến quan hệ giữa hai mẹ con Phi Nhung và Hồ Văn Cường đã gây xôn xao mạng xã hội. Không ít người tỏ ra phẫn nộ khi Phi Nhung thông báo vẫn đang giữ các C5 năm qua của Hồ Văn Cường, đồng thời nhận cầm hộ hơn 200 triệu tiền giải thưởng quán quân của giọng ca nhí. Liên quan đến ồn ào này, mọi nhất cử nhất động của cặp mẹ con hot nhất V-Biz Hồ Văn Cường và Phi Nhung đều được công chúng quan tâm, theo những tình tiết mới nhất. Một tháng hậu The Drama, mới đây trên trang cá nhân Phi Nhung gây chú ý khi bất ngờ than đã hết tiền. Theo đó, cô viết những lời cảm ơn một người thầy và bày tỏ nỗi lòng như sau: "Con rất vui mừng được thầy Pháp như gieo duyên, nhưng thầy ơi, con sắp hết tiền rồi. Buổi tối nấu ăn, ban ngày thì có thầy chia sẻ cho bà con, hạnh phúc nhất được quý thầy cô giúp đỡ con, làm phước." Có thể thấy giữa giai đoạn bệnh dịch, không chỉ Phi Nhung mà rất nhiều người cũng gặp khó khăn về công việc, tài chính. Đáng chú ý, trước đó Phi Nhung tuyên bố sẽ trả lại số tiền cát C đang giữ 5 năm qua cho gia đình Hồ Văn Cường khi cậu con trai nuôi hoàn thành kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2021. Bài đăng với nội dung than vãn việc cạn ngân sách khiến không ít người tỏ ra khó hiểu. Theo một vài suy đoán của cư dân mạng, Phi Nhung đang cố ý chây lì việc thanh toán khoản nợ cho gia đình Hồ Văn Cường, không thực hiện đúng lời hứa trước đó. Tuy nhiên cũng có không ít ý kiến bênh vực và cho rằng đây chỉ là bài viết mang tính chất tâm sự. Trước đó không ít fan đã lên tiếng nhắc nhở, thậm chí spam vào Facebook của Phi Nhung yêu cầu cô trao lại toàn bộ tiền đang giữ của Hồ Văn Cường cho gia đình giọng ca nhí. Trước sức ép của dư luận, Phi Nhung khẳng định cô sẽ giữ lời hứa nhưng từ chối trả lời cụ thể nhằm tránh khơi lại những ồn ào trước đó. Theo chia sẻ của nữ ca sĩ với truyền thông, cô không muốn mọi người xới lại chuyện này vì thời gian vừa qua tâm lý của Cường khá ổn định và không có bất kỳ biểu hiện gì lạ. "Tình cảm mẹ con chúng tôi vẫn rất tốt đẹp", giọng ca bông điên điển bày tỏ và cho biết không muốn cộng đồng mạng làm rối rắm tinh thần cũng như tâm lý của cả hai mẹ con. Câu chuyện ồn ào giữa Phi Nhung và Hồ Văn Cường vẫn chưa thực sự dừng lại khi cộng đồng mạng liên tục bàn tán. Thậm chí nhiều người còn vào tận trang cá nhân của Phi Nhung để yêu cầu cô trả lại tiền cho con nuôi. Trước những câu hỏi kém duyên, ca sĩ Phi Nhung đã đáp trả thẳng thừng, không chút kiêng dè. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là những câu trả lời bâng quơ. Mới đây, Phi Nhung đã chính thức lên tiếng nói rõ về vấn đề này với báo chí. Theo nữ ca sĩ, vì tình cảm mẹ con gắn bó như ruột thịt nên ngay từ đầu giữa hai bên không có bất kỳ hợp đồng thỏa thuận nào. Chị cũng không bao giờ tính toán chia ly, cặn kẽ với con nuôi như giữa ca sĩ với một công ty giải trí. Giọng ca bông điển điển cũng khẳng định, chị không hề đụng đến tiền của Hồ Văn Cường và ngày đưa lại tiền cho con nuôi, chị sẽ đưa trọn số tiền mà con làm ra. Những chia sẻ này của Phi Nhung hồi tháng 6 năm 2021 trên báo chí đã phần nào làm hạ cơn cuồng phong trong cộng đồng mạng. Nhiều người tin lời hứa của nữ ca sĩ và lắng lòng chờ đợi được chứng kiến cô thực hiện lời hứa này khi Hồ Văn Cường thi xong. Tuy nhiên, sau sự việc này, Phi Nhung cũng đóng Facebook cá nhân một thời gian khá dài. Mới đây, nữ ca sĩ mới mở lại trang cá nhân chính chủ của mình. Ngay khi vừa tái xuất trên mạng xã hội, nữ ca sĩ đã gửi lời chúc may mắn đến các con nuôi Thiên Ngân, Hồ Văn Cường trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. "Mẹ và các em chúc anh Cường, chị Thiên Ngân cùng các sĩ tử thi thành công nha. Không gì là không thể, cố lên nhé các sĩ tử Thiên Ngân và Hồ Văn Cường", Phi Nhung viết. Mặc dù Phi Nhung đã tỏ ra bình thường và ngầm báo cho mọi người biết, tình cảm mẹ con vẫn tốt đẹp nhưng nhiều cư dân mạng vẫn vào nhắc khéo cô về chuyện trả tiền cho Hồ Văn Cường. Hy vọng Phi Nhung nói được làm được, đã đến ngày Cường được nhận rồi, để xem sắp tới đây Phi Nhung có trao lại không. Hy vọng không lương lẹo, thôi trả nhà em nó đi. Bình luận gây chú ý trên các diễn đàn mạng. Trước những lời nhắc khéo này, Phi Nhung cũng đáp trả rất nhẹ nhàng mà đầy sắc bén. Trao đổi với phóng viên, Phi Nhung cho biết cuộc sống của mình thời gian qua không biến động nhiều dù dịch bệnh diễn biến phức tạp. Nữ ca sĩ cùng một số đồng nghiệp cùng nhau chung tay làm từ thiện. Họ đi nấu ăn tại các bệnh viện, tặng đồ bảo hộ y tế ở điểm cách ly, tổ chức phiên chợ không đồng. Bản thân Phi Nhung muốn hướng bản thân đến suy nghĩ tích cực, giúp đỡ mọi người. "Chúng tôi luôn tin là Sài Gòn sẽ chiến thắng đại dịch Covid-19 trong ngày mai. Mọi người sẽ sớm trở lại cuộc sống bình thường", Phi Nhung nói. Những ngày qua, Hồ Văn Cường bước vào kỳ thi quan trọng. Phi Nhung cùng cả nhà tập trung lo cho nam ca sĩ. Tâm sự về chuyện này, cô cho biết, "Tôi không đưa con đi thi được nhưng cũng dặn dò mọi người trong nhà đưa Cường và Thiên Ngân đến điểm thi cẩn thận. Mẹ Cường cũng đồng hành với con trong dịp này. Tôi không đi cùng các con, một phần vì bận công việc từ thiện, một phần vì tôi muốn tránh những chuyện ồn ào." Đáng chú ý, trong buổi phỏng vấn vừa qua, Phi Nhung cũng thẳng thắn trả lời chuyện tiền nong của Hồ Văn Cường. Trước đó, nữ ca sĩ từng hứa khi con trai nuôi thi đại học xong mình sẽ trao toàn bộ số tiền cậu bé kiếm được những năm qua. "Tôi không muốn trả lời cụ thể về điều này vì những ngày qua tôi đã đau đầu lắm rồi. Nói chung là chúng tôi đã hứa thì chúng tôi sẽ thực hiện.
Tôi không muốn mọi người xới lại chuyện này vì những ngày qua tâm lý của Cường rất ổn định, không có biểu hiện gì lạ hết. Tình cảm mẹ con chúng tôi vẫn đang rất tốt đẹp, và tôi không muốn cộng đồng mạng làm rối rắm tinh thần và tâm lý của mẹ con tôi nữa, Phi Nhung chia sẻ. Trong bài đăng mới nhất, cậu IT của bà Phương Hằng, NHK đã có lời nhắn gửi đến phía Hồ Văn Cường và ca sĩ Phi Nhung. Tẩy chi mà cứ đập bài, thôi đừng giải thích nói hoài cũng sai, có gì hẹn ba mặt một lời đi, càng giải thích càng xích mích. Theo đó, NHK đưa ra nhiều giả thiết chứng minh mình đúng. Mình hứa với mọi người, nếu mình sai chắc chắn bên Phi Nhung sẽ đẩy mình vào hình sự. Nếu Hồ Văn Cường sai, mình chỉ vỗ vai em ấy một cái kêu em hãy cố gắng lên. Nếu Lệ, người tiết lộ tin nhắn của Hồ Văn Cường sai, mình sẽ nhận một phần hai lỗi. Đáng nói, NHK đăng kèm dòng trạng thái. Sự thật thì không chấp vá, nhìn đoạn phim sẽ hiểu tính cách con người. Có tiền cũng không làm việc sai. Những ngày qua, ồn ào giữa Phi Nhung và Hồ Văn Cường khiến nhiều người chú ý. Đỉnh điểm vụ việc khi cậu IT, người đứng sau hỗ trợ bà Phương Hằng NHK làm dậy sông dư luận khi đã kêu cứu thay Hồ Văn Cường, con nuôi Phi Nhung với loạt nội dung tin nhắn gây sốc. Cậu IT đăng tải nhiều tin nhắn được cho là của Hồ Văn Cường khi nhắn với một người khác nhiều lần nhắc lại anh muốn ra khỏi nhà vì mất tự do. Tưởng chừng khi nhận nuôi, Hồ Văn Cường đã có cuộc sống hạnh phúc, đầm ấm bên mẹ nuôi nhưng dường như không phải vậy. Trong nội dung đoạn tin nhắn, Hồ Văn Cường gọi gia đình Phi Nhung là quỷ dữ, lột mặt nạ khiến nhiều người hoang mang. Đồng thời, cậu IT của bà Phương Hằng còn rơi nước mắt gửi lời nhắn đến Hồ Văn Cường. Hồ Văn Cường em đừng yếu đuối nữa, em nghe anh nói, em phải đứng dậy, cuộc đời em nhiều sóng gió, em phải chịu sóng gió lần cuối cùng nữa thì em mới thoát được khỏi những con quỷ đang ở bên em mới ở chung với ba mẹ mình được, em hiểu anh nói không, em có coi cái video clip mẹ em không, anh còn tội nữa, tại sao em không tội hả Cường, em biết anh nhìn một người mẹ như vậy anh rất là buồn không, em mạnh mẽ lên Cường, em hãy mạnh mẽ lên, tới đây tụi này không làm gì được em đâu, chịu sóng gió một lần cuối cùng nữa thì thuyền mới ra khơi, pháp luật lúc nào cũng ở bên mình hết. Chính bản thân Hồ Văn Cường cũng khẳng định có những tin nhắn này, tuy nhiên nam ca sĩ cũng tiết lộ, cậu và mẹ nuôi đã liên hệ cơ quan điều tra vì thấy vụ việc ngày càng đi xa ngoài tầm kiểm soát. Sự việc ngày càng đi quá xa, Hồ Văn Cường trong sáng ngày 10 tháng 6 đã trực tiếp đăng tải một đoạn video nói rõ về những ồn ào đang bủa vây cùng tin nhắn nói Phi Nhung đổi lốt người. Hồ Văn Cường đã lên tiếng cùng bố và mẹ cho biết mình bị người khác xúi dục chứ hoàn toàn không có ý muốn rời xa Phi Nhung, không có chuyện bị uy hiếp hoặc giam lỏng như mạng xã hội nói. Đồng thời, quán quân Việt Nam Idol Kids 2016 cũng gửi lời xin lỗi đến mẹ nuôi và khán giả sau ồn ào này. Điều đáng nói là trước đó, hacker NHK lên tiếng cẩu cứu cho Hồ Văn Cường đây đã bất ngờ quay xe trong bài đăng mới trên trang cá nhân. Ừ, để công an điều tra đi Cường nhé, coi ai nhờ chị L. Người phụ nữ gửi tin nhắn kêu cứu của Cường cho NHK cho đã, giờ hèn để được ở kế mẹ Nhung. Nó nhờ cho đã, người ta đi báo công an xong rồi, giờ nó kêu là bị lừa, trung cây dọa khi à, vàng thật không sợ lửa, nam IT cho biết. Kèm theo đó, cậu IT đã đăng tải một clip trò chuyện với một người đàn ông. Người này tư vấn nam hacker hãy cung cấp tất cả bằng chứng đang nắm trong tay cho cơ quan chức năng. Nếu sự việc nghiêm trọng thật sự thì chắc chắn pháp luật sẽ vào cuộc. Hiện vụ việc đang được bàn tán xôn xao trên mạng xã hội. Dư luận chia hai luồng ý kiến. Một bên cho rằng mâu thuẫn gia đình là chuyện không hiếm. Tuy nhiên, vì tác động người xấu rất dễ khiến tình cảm rạn nứt. Một bên khác lại nhận định vụ việc này còn nhiều ẩn khuất. Nhiều người mong cơ quan chức năng vào cuộc để sự việc được sáng tỏ. Cư dân mạng hiện vẫn tiếp tục chờ những diễn biến tiếp theo của lùm xùm này. Thành công trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đặc biệt với mảng cốt lập trình, cái tên, NHK đã quá quen thuộc với những người làm giới công nghệ. Mới đây, anh càng được chú ý, quan tâm khi liên quan đến việc hợp tác với CEO Phương Hằng gây náo loạn showbiz. Vừa qua, sự việc giữa Phi Nhung và bà Phương Hằng đã thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Tối ngày 6 tháng 6, Phi Nhung còn lên livestream hát tặng bà xã ông Dũng Lò Vôi và bày tỏ sự mến mộ với bà Phương Hằng. Tuy nhiên, vào tối ngày 7 tháng 6, cộng đồng mạng lại được dịp xôn xao khi ca sĩ Duy Mạnh tố Phi Nhung từng gọi điện cho mình để xúi chửi bà Phương Hằng nhưng sau đó lại quay sang nịnh nọt. Duy Mạnh còn nói nửa đùa nửa thật rằng Phi Nhung bị bà Hằng dọa, nhiều phốt nên sợ bị bóc phốt. Chú chán dân sâu biết thật, chú chỉ nói lên quan điểm, chứ không bao giờ nghe kích bẩn để chửi người khác vô cớ, Duy Mạnh viết. Trước đó, Phi Nhung cũng trần tình về câu chuyện ồn ào giữa mình và bà Phương Hằng. Cuộc đời này làm việc của bản thân còn không đủ giờ, Phi Nhung làm chuyện đó để làm gì? Mối quan hệ của Phi Nhung và anh Hoài Linh không thể nói bằng lời nhưng điều đó cũng không chứng minh cho việc Phi Nhung phải làm những việc nằm ngoài khả năng của mình.
Phi Nhung tôn trọng anh Linh và khẳng định không liên quan gì đến câu chuyện hiện tại của anh Linh cũng như không thù oán hay ghét chị Hằng. Ngay sau khi Duy Mạnh đưa ra bình luận bất ngờ trên về ca sĩ Phi Nhung thì cậu IT của bà Phương Hằng cũng làm rõ tiết lộ của ca sĩ Duy Mạnh về cuộc gọi của ca sĩ Phi Nhung. Sự việc được cậu IT đăng tải trên trang cá nhân kèm theo lời nhắn, mỉm cười như Phật như tiên, trong tim nói chữ nó xiên thấy mồ. Trước đó, bà Hằng đã gửi lời nhắn đến một cô nương với cái tên là Phi Phi cô nương. Phi Phi cô nương cũng là một bóng ma không tầm thường đâu quý vị. Tầm cỡ đó có sức ảnh hưởng rất ghê gớm, đâu đó cũng núp lùm để đi đánh trận. Phi Phi cô nương này cực kỳ kinh khủng xa hoa, qua biết bao nhiêu mối tình rồi giờ Phi Phi cô nương không thích đàn ông mà thích đàn bà. Đóng một vai vợ sống với một người phụ nữ chứ không phải tầm thường đâu quý vị. Có những con người dưới tay được Phi Phi điều khiển tấn công vào tôi. Nhiều người cho rằng người bà Hằng nhắc chính là Phi Nhung. Bà Nguyễn Phương Hằng và Phi Nhung xảy ra mâu thuẫn từ khi Nhâm Hoàng Khang tìm ra người đứng sau các tài khoản anti bà Hằng là quản lý cũ của nữ ca sĩ Phi Nhung. Vụ việc ngày càng căng thẳng khi Nhâm Hoàng Khang tuyên bố tung dĩ vãng của ca sĩ Phi Nhung trên trang cá nhân. Mâu thuẫn giữa Nhâm Hoàng Khang và Phi Nhung bắt đầu từ khi Nhâm Hoàng Khang đứng ra giúp bà Phương Hằng tìm ra loạt anti-fan công kích bà Hằng, trong đó có tài khoản tên HNTV, viết tắt là một trong những tài khoản thường xuyên đăng đàn xúc phạm bà Phương Hằng với những lời lẽ tiêu cực. Cậu IT sau đó đã khẳng định người đứng sau tài khoản thường xuyên công kích bà Hằng này tên thật là DMT, tên viết tắt, quản lý cũ của nữ ca sĩ Phi Nhung. Theo cậu IT, việc cựu quản lý Phi Nhung công kích bà Hằng là có liên quan đến nữ ca sĩ, thế nhưng vì không muốn ảnh hưởng nhầm người nên phải đợi xác thực thông tin. Vụ PN mình vẫn tin là cô có thiện tâm nhưng do ở chung với cái ác quá lâu nên đã bị lợi dụng mà không biết.